Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại thì Thi đang xuất hiện bên dòng sông Hà Thanh này. Và phía sau lưng của Thi đó là dự án Ecoline Riverside nha mọi người. Đây, hôm nay chúng ta sẽ xem thử là một vài cái quan cảnh xung quanh cái dự án chung cư khá là thành công này nhé. À vâng mọi người, và hiện tại thì Thi đang xuất hiện bên dòng sông Hà Thanh, nơi cái bờ kỳ của cái đường nối giữa đường Hoa Lư và đường Trần Đạo đang được thi công này mọi người. Đây, thì đã hoàn thành cái phần san lấp mặt bằng rồi nè, còn chỉ cần xây xong kè và đổ nhựa nữa là ok rồi. Đây, cái dự án này khi mà hoàn thiện thì sẽ tạo được cái sự kết nối lưu thông, nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều so với trước đây. Và tin chắc rằng khu vực này sau này nó sẽ rất là vui, tại vì nó có nhiều cái không gian để chúng ta có thể ngắm cảnh, có thể ăn uống ở khu vực này. Đây là cầu Hoa Lư nha mọi người. Con đường Hoa Lư đã có từ lâu đời rồi. Thời tiết hôm nay nó không được nhiều nắng lắm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái dự án Ecoline Riverside lên hình khá là chuẩn chỉnh á. Đây, không phải là đẹp nhất nhưng mà khá là ok. Thì hôm nay thì muốn dành một ít phút để mà giới thiệu lại cái dự án Ecoline Riverside. Thì cái dự án Ecoline Riverside này thì có nằm trên có cái khu đất C1 và có cái mặt tiền trên đường Điện Biên Phủ nha mọi người. Nếu như mà khi mà mọi người chọn mua căn hộ Ecoline Riverside này thì nó sẽ có những cái hướng chính cơ bản. Một là những căn hộ đang view về trực diện của chúng ta này, view thẳng sông Hà Thanh. Hai là cái khu vực hướng đông bắc á, thì mọi người có thể ngắm cầu Thị Nại nha mọi người. Tức là cái mặt bên của dự án Ecoline Riverside này là bên tay phải của chúng ta. Còn bên tay trái thì chúng ta sẽ hướng được về Hồ Phú Hòa. Và mặt đối diện bên Điện Biên Phủ thì chúng ta có thể ngắm núi khá là chiều giống như Đà Lạt ở bên đó. Đấy. Thì mức giá ở căn hộ ở khu vực này thì 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ dao động từ khoảng 900 cho đến khoảng 1.4 tỷ nha mọi người. Đấy. Đối với căn 3 phòng ngủ thì giá nó có chênh lệch hơn một xíu. Thì tất nhiên là khi mà chúng ta thực hiện cái việc mà thanh toán theo hình thức thông thường hoặc là hình thức theo tiến độ thì giá cả nó cũng có sự thay đổi nhẹ nhẹ trong đó nha mọi người. Thì hiện tại nếu mà ai đang quan tâm và muốn xem căn hộ Ecoline Riverside này á, thì có thể là liên hệ với Thi với số điện thoại 0902088277 để chúng ta có thể đi xem nhà mẫu. Tại vì cái thời điểm này thì mức giá của chủ đầu tư đưa ra cũng khá là dễ chịu, và đồng thời là cũng có nhiều cái chính sách quà tặng đi kèm khá là hấp dẫn đó mọi người. Thì sau đây Thi sẽ tóm lược lại một số cái chính sách mà hiện tại chủ đầu tư đang áp dụng có thể cân nhắc nha. Vâng mọi người, về tiện ích của dự án thì hiện tại Ecoline có cả hồ bơi, có cả hầm nhà để xe. Thì ở đây nó có điểm đặc biệt là nhà để xe của Ecoline thì ở tầng 3, tầng 4, tầng 5. Đấy. Về khuôn viên để mà cư dân có thể sinh hoạt thì là có tầng 28, có vườn cây xanh ở trên đó là tầng 6 nha mọi người. Nó khá là đầy đủ và có cả trường học ở bên trong nha. Đấy, trường học tiêu chuẩn quốc tế. Và cái hệ thống shop house ở bên dưới nữa. Đấy, nên là nếu như ở đây thì đến hiện tại thì sẽ không có cái việc là khó khăn trong việc là mình sinh hoạt đâu. Đấy, nó khá là thuận tiện. Và các cái hệ thống quản lý thì cũng tương đối ổn định. Tại vì hiện tại là sẽ có quản lý bằng app, và cái mức phí đối với điện nước thì là áp dụng theo cái mức phí của nhà nước, của các đơn vị về điện lực cũng như là cấp thoát nước của tỉnh Quy Nhơn luôn nha. Đó. Rồi về phí quản lý thì hiện tại là tầm khoảng hơn 6.000 một mét vuông. Phí xe máy thì là 55k trên cho một tháng nha mọi người. Đây, nó khá là ổn.
Vâng, đây là mặt tiền dự án trên đường Điện Biên Phủ nha mọi người. Thì chúng ta lướt qua các cái hệ thống căn hộ này, mọi người thấy rất là nhiều căn hộ đã có cư dân ở rồi nha. Đó là một điều rất là đặc biệt, đáng mừng cho dự án của chúng ta. Chỗ nào cũng lắp máy lạnh rồi hết rồi đó. Đặc biệt thì hệ thống cây xanh ở đây quá là nhiều luôn, khá là mát mẻ. Đây, hệ thống shop house bên dưới, khu vui chơi trẻ em bên này cũng nha mọi người. Thì hiện tại có một cái điểm trừ cho dự án này, đó là con đường Điện Biên Phủ này nè, nó khá là nhiều xe container đi qua lại. Tuy nhiên thì sắp tới khi mà có một con đường nối từ ngã ba Ông Thọ lên ngã ba quốc lộ 19 của chúng ta, nó được nối lại thì đường này sẽ không còn container chạy nữa, nên mọi người yên tâm. Đấy, thì về lâu về dài thì cái này sẽ không cần phải đáng lo lắng luôn về cái vấn đề lưu lượng xe.